Trước đây là gia đình mình cũng mua sắm hàng ở bên xưởng rồi đúng không? Vâng, đúng rồi, đúng rồi. Mua bộ bàn ghế của cháu lớn đấy. Vâng. Hôm nay thì bác thấy bộ sưởng thủy này là bác tạo nguyện quá mà thấy thì cũng đẹp quá. Vâng, đấy. Rất là tuyệt vời. Mà rất hợp lý với lại đồng tiền của mình. Vâng, đấy, rất là tuyệt vời. Các anh, các chị là mua sắm đấy cho bác ngồi Tết như này là rất là tuyệt vời luôn. Vâng, nhà anh ở trong này cuối đường này đúng không? Nhà em ở cái chuyến cuối đường mà đợt chở một cuối đấy. Vâng, một chuyến kỳ có cái sung trước cổng rồi đúng không? Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà cái nhà bên ấy, nhà mà có cái tổng, cái nhà bên, nhà cấp 4 ở bên gói đỏ ấy. À, nhà gói đỏ đây, bác đây, bác đang đi ra hay sao thế? Ờ, anh chuyển ra đấy đi xong rồi vào luôn nhé. Vâng, vâng, vâng. Bác à? Vâng, cháu chở bộ bàn ghế à? Vâng, vâng, xuống dưới này đi. Vâng, vâng. Lôi xuống bác. Đằng kia cơ mà. Đằng kia đi. Là con Thu. À. Hà là chị ạ. Hà là chị ở dưới này. Vâng, khả năng này vẫn phải kiêng đúng rồi. Thế cháu tưởng anh vẫn bên anh đi nước ngoài mà. Cháu nước ngoài là anh Mạnh. Anh Mạnh à? Mạnh Cường. Mạnh ở bên ngoài. À, cái anh mua trường kỷ là anh Hà Hùng ạ. Vâng. Đậu gọn là kiêng rồi. Cháu ở đâu đi? Cháu ở bên Cẩm Khê à? Ngày xưa cháu chở bộ ghế cho đấy. À. Đấy bộ. Hà. Vâng, bộ ghế ngày xưa đấy. Hiện tại là trời đang mưa rất là to mọi người ạ. Đấy, bây giờ là ngày 17 tháng 1. 10 giờ sáng ngày 17 tháng 1. Đấy, lấy cho ông bà mà. Đấy, bộ ghế này là anh lấy đúng không? Vâng, vâng, lấy cho ông bà. Sang phía trên mà anh sang xem. Vâng, vâng. Có hiện tượng lún. Tức là thế để đấy được, đỡ được một đoạn được. Vâng. Anh lên đây đây để anh thì mình đi trước. Anh sang hẳn bên này đi, anh đi. Anh đứng hẳn gần thang máy em sau ấy. Vâng ạ. Vâng ạ. Đấy. Thay giúp em với. Em cầm hai cái. Ba bốn con là rất một chỗ này. Cô không ra quá ngoài này vẫn rộng thoải mái cho bàn địch ra anh ạ. Đấy ba. Đấy. Bao bảng bao kì. Mày tao lấy của nó chú này à? Hả? Mày lấy của nó đi một chút chở. Vâng vâng. Lần trước là cháu chở một cái tân đấy. Anh kiểm tra chữ ký. Anh kiểm tra chữ ký. Nhà cô em nó còn đóng nhiều đồ đấy. Vâng. Không lo đóng đồ 58 triệu. Dương chiếu cũng không có. Nhưng mà nó trả mất cùng người anh ok ạ. Ok chữ ký đúng chưa anh? Vâng ok. Sơn lên đẹp nhờ. Được đấy. Hiện tại là chúng tôi đang có mặt tại cái gì ạ? Cái giường này bọn cháu có nhiều loại lắm, có loại nếu mà loại bình thường là 5 triệu 10 triệu, có loại đẹp là 20 30 triệu cũng có ạ. Vâng.
Vâng, cái đấy để kê kê tí ạ. Rồi rồi, kê okay. Hiện tại là chúng tôi đang có mặt tại Hà Thạch, thị xã Phú Thọ đây. Để bàn giao cho anh tên là gì? Anh Hùng nhỉ? Vâng, anh Hùng. Đấy, anh Hùng, anh mua cho bố mẹ đây là một bộ trường kỷ gỗ lim. Đấy. Bác bá tên là gì? Rồi. Mạnh Hùng Cường. Vâng, vâng. Thì bác bá tên gì bác bá nhỉ? À, Đính Phương. Bác bá Đính Phương. Đấy, tại Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, gần thị xã Phú Thọ đây. 12 Hà Thạch, Phú Thọ. Đấy, bộ bàn ghế chúng tôi là vừa bàn giao thôi. Hiện tại là buổi sáng của ngày. Quá ok nhỉ. Vâng. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Đấy thì hôm trước là ông anh đã sang xưởng xem mọc và ký sản phẩm đấy. Đấy thì hôm nay bọn em bàn giao thì quá long lanh tuyệt vời. Rồi, nhân tiện đây để cháu xin bác với lại anh ý kiến luôn nhé. Vâng, nhất trí đấy. Vâng. Đấy thì trước đây là gia đình mình cũng mua sắm hàng ở bên xưởng rồi đúng không? Vâng, đúng rồi, mua bộ bàn ghế của cháu lớn đấy. Vâng. Hôm nay thì bác thấy bộ trường kỷ này là bác tạo nguyện quá mà thấy cũng đẹp quá. Vâng, đấy. Rất là tuyệt vời. Rất hợp lý với lại đồng tiền của mình. Vâng, đấy, rất là tuyệt vời. Các anh, các chị là mua sắm đấy cho bác ngồi Tết như này là rất là tuyệt vời luôn. Đấy thì cháu thay mặt xưởng mà xin cảm ơn anh nhé. Vâng, cảm ơn anh, vâng, cảm ơn bác với lại gia đình. Nhà xưởng mình quá uy tín luôn. Vâng, đẹp, làm đẹp. Quý khách hàng nhé, đây trực tiếp hôm nay là khách là cũng đã đến xưởng cũng như là xem mọc rồi thì hôm nay chúng tôi bàn giao. Đấy thì khách hàng cũng rất là ưng ý bộ sản phẩm. Dạ vâng ạ. Đấy thì thay mặt xưởng là rất cảm ơn gia đình cũng như là quý khách hàng là có nhu cầu thì liên hệ xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Đấy, theo thông tin trên màn hình, số điện thoại 0987 51086, website là đồ gỗ Tùng Tám .com. Trên xưởng là địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Tại là cũng sắp Tết Nguyên Đán đấy, thì cháu thay mặt xưởng là chúc gia đình chuẩn bị đón năm mới là nhiều sức khỏe nhé. Vâng, vâng. Ok, cảm ơn anh em trong xưởng nhá. Vâng ạ. Tuyệt vời quá.